hôm qua mà khi đăng cái clip làm măng lên thì có một cái anh vào bình luận ảnh bình luận nói mình là nhà cũng không có giàu có gì mà làm măng không biết lạ nhỉ thật sự khi mà mình nghe câu đó xong rồi là tỉnh táo liền hẳn bộ bây giờ nghèo là nhà phải nhất định là phải biết làm măng hả ta thật sự là khi nghe câu đó xong thì mình cũng cảm thấy chạnh lòng khi nghe anh đó nói xong thì lúc nào mình cũng cảm thấy buồn và suy nghĩ về cái câu nói đó mình thì cũng đang sang nhật để mong sao cuộc sống này kia tương lai tốt hơn nhà mình hiện tại thì ba mẹ cũng đang nuôi chồng trên sông nhỏ lẻ thôi sẵn tiện hôm nay nhà đang thu hoạch cá nên là mình quay cho mọi người xem luôn nhà mình thì có 5 cái bè mỗi năm thì chỉ được có 3 vụ một cái bè thì có sức chứa khoảng là 6 70 tấn mà còn nếu bè to thì có khi là khoảng 100 tấn trước đây thì mọi người xem clip mình thì cứ nghĩ là bè chỉ là một cái nhà ở thôi chứ mọi người không có nghĩ là sẽ nuôi cá được ở dưới không những vậy mà nó còn mang lại kinh tế rất là cao thật sự là mình làm clip từ xưa tới giờ tới đây thì khoảng là 3 năm rồi nhưng mà mấy cảnh thu hoạch cá này kia mình không có quay lên nên là mọi người không có biết nhà mình nuôi cá Ai biết con cá trong clip này là cá gì không Nhà mình thì cũng nuôi khoảng là 15 năm rồi đó Thường thì loại này sẽ được giao ở miền Trung và bên Cam Cá này thì cái giá của nó cũng bình bình thôi Nhưng mà được cái là dễ nuôi với mình nuôi sản lượng nhiều Thật sự là đó giờ là mình cũng ít quay hay là kể về mấy có chuyện nuôi cá lắm Tại vì có những người không biết thì họ nói mình nó xạo Hôm trước mình kể vụ làm bè này kia thì cũng có mấy anh chị nói mình nổ Nếu mọi người không tin thì cứ thử làm cái bè ngang chính dài 19 thử coi nó có lên tỷ hay không hay là nó còn hơn nữa lúc ở nhà thì mình khoái coi người ta cảnh thu hoạch cá như vậy lắm nhưng mà do là toàn bắt lúc giờ khuya hay là tờ mờ sáng không mà mình đâu có dậy nổi đâu hôm nay thì được ba ở nhà quay mấy cái clip rồi gửi sang cho mình xem cá này mà mỗi lần thu hoạch ha là nó nhảy y xèo y đụng vậy nè thật sự nghe là mình muốn đi đây đi đó xa nhà để trải nghiệm chứ thật sự bây giờ là vẫn chưa muốn về nhà để phụ gia đình còn công việc ở nhà thì ê hề làm hoài làm hoài không có bao giờ hết hết rồi thêm một chuyện mà nói nghe đó giờ á ba mẹ mình á trong bữa cơm á là không có bao giờ mà ăn măng hết là có nghĩa là đó giờ trong bữa cơm nhà mình á là không có món nào mà có măng hết bởi vậy nên cái việc mà làm măng đối với mình á là mình đâu có biết được đâu rồi sau này khi mà lớn lên á đi ra ngoài ăn mấy cái món về măng như là mấy cái món bún măng vịt này kia thì mình mới phát hiện ra ủa xong măng nó ngon dữ vậy nhưng mà cái việc thích ăn hay là biết làm hay là nghèo gì đó thì nó đâu có liên quan đâu mình thích ăn măng thiệt đó nhưng mà thường á là mua của người ta làm sẵn hay là đồ của mấy người ta ngâm sẵn đem về thì cứ chế biến thôi còn cái vụ mà lột măng tách măng vậy thì đó giờ mình mới làm lần đầu mình biết măng có độc tố nên là khi làm thì mình cũng có lên mạng coi này kia nên là cái chuyện mà không biết làm măng thì là bình thường chứ mà cái gì giàu nghèo ở đây thiệt tình là có mấy anh chị bình luận nhiều cái mà mình đọc không thể nào mà đỡ nổi bữa nay mình sẽ nấu cái món bún măng giò heo cái giò heo này thì mình hầm hai ngày trời rồi nên là cái xương nó muốn mềm ra luôn cái món bún măng giò heo này thì phải có thiệt là rau nhiều giá này kia với tiêu nữa mà đặc biệt là phải có thêm một cái chén nước mắm ớt có bốn cái trái ớt nha cái món này á mỗi lần mà ăn phải cay cay nóng nóng, nóng đổ mồ hôi hộp này kia thì nó mới ngon măng mà bào mỏng mỏng này kia ăn nó giòn nó ngọt dã man